Chào tất cả quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Chào bạn Nam phía bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Hoa, em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Em quê ở đâu, bao nhiêu tuổi? Em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi ạ. Rồi, mời bạn Nam. Em tên là Chu Hoàng Minh, năm nay 34 tuổi, đang làm thanh tra đào tạo bên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tây. Lớn hơn 10 tuổi thấy có vấn đề gì không Thoa? Dạ, đối với em không có vấn đề gì ạ. Sao bạn, bạn làm cụ thể thanh tra là gì? Dạ, em làm mảng thanh tra đào tạo thì có là mình quản lý về chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, kiểm tra cấp chứng chỉ, điểm số đầu vào đầu ra. Ủa nhưng bạn học cái gì mà bạn làm cái ngành nghề đó? Dạ, em học môi trường, kế toán, tài chính ngân hàng. Ủa mà sao ế vậy? Dạ chắc là do đi học nhiều quá chị các bạn ạ. Đó, đó là ế đúng rồi. Nó học không thời gian đâu mà hẹn hò với bạn gái, rồi bây giờ hết học chưa? Dạ bây giờ tạm dừng lại rồi ạ. Rồi bây giờ hồi đó giờ được mấy mối tình rồi? Dạ hồi đó giờ hai mối tình rồi ạ. Hai mối tình, lý do tại sao chia tay? Tại vì anh đó còn quá trẻ, đó là lý do tại sao em muốn quen một người già hơn. Đó, vài tuổi. Đúng rồi, phải vậy. Bây giờ em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ, một người bạn trai lớn hơn em khoảng 10 tuổi là ok. Rồi. Công việc ổn định, một con người sống khoa học. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích ở người đàn ông không có tính cầu tiến, không có chi hướng. Ta học quá trời là em hiểu rồi. Dạ. Được rồi, thấy không? Rồi gì nữa? Một người đàn ông phải biết san sẻ công việc nhà với vợ. Biết rửa chén không? Dạ, ưu điểm của em là tất cả các việc nhà, trừ việc nhưng mà liên quan gì đến điện nó hơi nguy hiểm thì em không đụng đến thôi. Còn nấu ăn, giặt đồ, buổi đồ gì là tụi em làm hết. Rồi, khỏe luôn, khỏe. Đó. Luôn. Rồi, vậy bạn muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Dạ, bạn gái thì biết cách cư xử, biết nấu ăn. Chăm sóc khách hàng là biết cách cư xử rồi. Dạ. Biết nấu ăn rồi gì nữa? Dạ, biết lễ phép, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Dạ, chiều cao thì từ 1m57 đến 1m60, 61 được rồi ạ. Rồi, được. Gì nữa? Dạ, nhìn xinh xinh sướng được ạ. Xinh xinh cỡ ai, qua khôi, qua hậu gì không? Nói chung giống như ca sĩ Phương Linh là được rồi ạ. Phương Linh. Rồi, sở trường của em là gì? Sở trường của em là nấu ăn và chế biến các loại món ăn. Rồi, được luôn. Em là người thích sáng tạo các loại món ăn, vì vậy những món em nấu có thể là rất là lạ và chưa có ăn bao giờ. Vậy là em thử nghiệm đó rồi chị Cát Tường. Em làm việc mập nha cưng. Dạ. Rồi, vậy khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em là em hát rất dở. Muốn nghe hát không bạn trai? Dạ không, muốn nghe. Để em, dở đôi khi lại là ưu điểm. Vỗ tay đi quý vị. Vậy em xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, hai ta chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống bên nhau một đời. Bây giờ em muốn khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, tùy theo tốc độ phát triển của tình cảm, nhưng mà em nghĩ nhanh nhất là cũng phải một năm nữa. Trời ơi. Bên kia một năm nữa mình tiến tới hôn nhân được chưa bạn? Dạ cái đó là tùy bên bạn gái nữa ạ. Chứ nhưng mình có cũng, chuẩn bị. Dạ em chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị có được cái gì bạn? Dạ có nhà có xe rồi có đầy đủ ạ. Nói chung là còn thiếu cô dâu đây ạ. Nhà ở đâu vậy? Nếu mà các anh chị có xuống Gò Vấp thì các anh chị sẽ biết được hai quán cà phê đẹp nhất của Gò Vấp. Dạ em kế bên đó. Duyên được. Tôi chịu bạn rồi đó. Dạ. À bây giờ một lần nữa để đi qua tôi coi mặt nè. Nãy giờ là mình mới nói tính cách, mình mới nói con người thôi. Dạ. Giờ vóc dáng, bạn muốn một người bạn trai có vóc dáng như thế nào? Đối với em thì một người chiều cao 1m62 trở lên là ok rồi. Em thích một anh chàng mập mập, có đôi má phúng phính. Tại vì em rất là thích mịn bạn trai. Rồi, cái gì nữa? Dạ, cái kiểu người hao hao giống anh Nguyễn Linh là được rồi ạ. Em chờ chị Cát Tường. Ta đẹp trai chứ. Cao mét nhiêu? Dạ em mét 62. Trời ơi vừa luôn vậy đó. Dạ hả? vừa. Không có cho thêm miếng nào hết trơn. Dạ, trời vậy đó hả? Em không biết nữa, chắc là cũng sụt sụt xuống một xíu, nhưng mà chắc dao động khoảng đó. À vậy là ăn gian lên chút, một phải phân phải không? Dạ. Rồi đứng lên dòm thử nhé coi. Dạ chị. Thôi ngồi đi em, đứng kia bắt đất ra mặt đó. Không phải, ta phải kiểm tra coi chứ. Bắt đất nó ngồi im. Dạ không sao ạ, tại vì em có tập gym thôi. Có tật xấu gì không? Dạ chắc cũng hơi nóng tính. Có cái gì không thích ở người phụ nữ không? Dạ không thích là kiểu tóc lè lẹt quá chị. Không xăm mình, nói chung là anh chơi đua đòi quá. Dạ nói chung bên ngoài thì không có xăm rồi đó, còn ở dạ. Trong có hay không thì chị không biết. Dạ cho đó về kiểm tra lại thì em kiểm chứ ai kiểm. Để anh qua anh kiểm tra coi. Dạ gái qua đây hạch sách quá, qua mà kiểm tra hạch sách đàn gái. Trời ơi Linh dễ thương dữ hết trời. Anh Linh dễ thương hơn trên TV nữa phải không? Dạ trời ơi mừng quá. Rồi một điều quan trọng là có quản lý điện thoại của chồng không? Quản lý điện thoại à?
Nếu như mà ông chồng đó không tạo được cho em niềm tin thì chắc là em phải xem nha. Dạ. Nhưng mà xem điện thoại chồng hoài cũng khó chịu lắm nha. Thôi bớt cái đó đi. Nói chứ cứ điện thoại chồng cứ xem từng tin nhắn này kia, rủ người ta có những chuyện riêng nói chứ không phải là chuyện bồ bịch này kia, chuyện riêng khó nói lắm. Muốn gửi lời tâm sự đến ai vậy? Không phải là gửi tâm sự với ai đâu. Không, anh thì rõ ràng nó không có quản lý điện thoại đâu. Sợ thôi đừng liệu quản lý điện thoại chồng, có gì nói thẳng với nhau, đâu phải điện thoại nói lên tất cả đâu mà quản lý. Dạ đúng không? Dạ không biết. Trời ơi, tôi thích cô này á, lập trường rất là vững. Tức là điện thoại em phải giao luôn mà đó luôn, password thì giao luôn đó. Dạ em giao hết luôn ạ. Giao hết luôn hả? Dạ. Dạy gái của tao. Rồi. Thì thấy mới bị đàm phán tính lấy được một phần nào đó. Tự nhiên... Hôm nay bạn nhà trai có đi với ai không? Dạ em đi với lại hai anh em đồng nghiệp ạ. À mình là đồng nghiệp với chỗ của anh Minh. Dạ. Mình cùng công tác với anh Minh khoảng hơn 3 năm. Yeah. Anh Minh khó chịu lắm không anh? À không. Về công việc và giải trí trong cuộc sống thì anh Minh rất là hòa đồng, rất là dễ chịu. Tuy nhiên anh Minh có một khuyết điểm là hơi tập trung vào trong cái sự nghiệp mình quá mà không biết được cái chia sẻ được cái thời gian để mà như hẹn hò và chăm sóc tương lai của mình. Theo mình nhận thấy thì Thoa rất là có thể là rất là tương hợp với chỗ của anh Minh và mong muốn rằng là hai người mau chóng phát triển được cái tình cảm. Chúc rồi, hai bạn có thể làm hút rất là nhiều. Thoa có đi với ai không? Dạ có, em đi với một bạn rất rất thân của em. Rồi chào em. Em nhận xét anh bên kia làm sao? Dạ thấy anh bên kia thì cũng hợp với bạn của em. Anh bên kia thì cũng thích nấu ăn, còn bạn em thì thích chế biến món ăn. Với lại em thấy là Thoa là một người cũng vui tính, nhưng mà có con cái hay làm nũng lắm chị. Con gái làm nũng không sao. Cảm ơn em nhiều. Đó. Nào, hai bạn trẻ chuẩn bị nha. Nói chung lấy mẫu lấy làm chồng á thì được, cũng dạy gái mình quản lý được. À. Bên kia quay chịu qua đi. Chịu là chắc rồi. Dạ. Chịu là chắc rồi. Cảm ơn anh nha. Ấn tượng đầu tiên anh nhìn em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Em nhìn anh như thế nào? Dạ em nhìn anh rất là chững chạc. Em có yêu cầu là cuối tuần hay là gì đó mình sẽ gặp nhau uống cà phê hay là hẹn hò gì không ạ? Đối với em á thì em thích một người bận rộn, biết chăm lo cho sự nghiệp, cho công việc. Nên á, do mình bận rộn nên có thể một tuần mình hẹn nhau một lần thôi là cũng được rồi. Hoặc một tháng hẹn hai lần cũng ok không sao á. Nói chung hôm nay hai bạn đến đây tôi thấy cũng hợp lý đấy. Vì vấn đề chỗ thỏa thuận trước khi bấm nút. Có ghen không? Em ạ? Có. Em nghĩ là còn yêu là sẽ còn ghen ạ. Bảo nó có nhiều gọi là cấp lắm, cấp độ 8, 9, 10, 11, 12 gì đó. Em khoảng cấp mấy? Cấp 13. Trời ơi. Xuyên Bảo. Vậy là có làm đến những hành động gọi là ảnh hưởng đến tính mạng của người chồng không? Dạ, những chuyện đó thì em chưa có biết được. Nó chưa có diễn ra, thành ra em chưa có tưởng tượng được là em sẽ hành xử như thế nào, em không biết được. Nhưng mà anh yên tâm đi, bình thường em hiền lắm. Cái người bình thường hiền cái hồi bảo lên nó mới giữ. Dạ đúng rồi chứ. Cái người giữ gì tường lúc nào. Hồi nãy tôi đang thỏa thuận cái vụ điện thoại, cái tự nhiên nhảy vô cái là coi mất cái vụ thỏa thuận đó rồi. Coi gì điện thoại giao luôn rồi đó. Dạ. Giờ tiền ai giữ nè, đó, cách sắt ai giữ nè, đó, điện thoại thì giao rồi, là mà tiền có giao không? Rồi nhanh lẹ quyết định bấm nút nè. Dạ, cách sắt đương nhiên là vợ giữ rồi. Xong. Hết giờ. Có hai thứ quan trọng giờ giữ hết rồi. Thôi rồi ha, Đức từng đoán ruột. Suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ nha. Lúc này lúc phải suy nghĩ nè. Bình tâm lại nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hai bạn. Rồi chúng ta nắm tay gặp gỡ ngày đầu tiên nha các bạn. Hợp quá ta. Dạ anh là bà Kim. Hai người hình như mặt giống giống nhau nè. Tao nói giống nhau là ăn đời ở kiếp luôn á. Dạ anh có được em lần được không ta? Nhận thử đi cưng. Trời ơi nhìn không có thấy ghét. Chúc mừng các bạn nha. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng nó sớm nhận được thiệp mời đám cưới của hai bạn nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilet.
Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Dẫn bạn gái đi coi phim trước đi. Nào.